Hãy học để trở thành người tự do, học để trở thành người có ích cho đất nước. Nếu bạn muốn phát triển đất nước, bạn phải tôn trọng sự thật, sáng tạo và làm việc chăm chỉ. Việc học tập là đầu tư tốt nhất cho tương lai của bạn. Nếu bạn không có kiến thức, bạn sẽ khó có thể đưa ra quyết định đúng đắn và đạt được thành công trong cuộc sống. Đừng bao giờ tự hạ mình vì ngu dốt, hãy cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức để vươn lên. Tự do không phải là món quà mà bạn có được chỉ bằng cách ngồi đợi, nó cũng không phải là món quà miễn phí mà ai cũng có thể có được. Tự do đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự nỗ lực và sự hy sinh. Không ai có thể phụ thuộc vào người khác để thành công trong cuộc sống. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình và cố gắng để đạt được mục tiêu của mình.